Vâng, cảm ơn chị. Chúng tôi phải nói rằng là cái bệnh thalassemia này thì nó gồm hai hai thể, một thể là alpha thalassemia và thể thứ hai là beta thalassemia. Đây là cái bệnh mà cái ảnh hưởng của bệnh đến cháu bé như thế nào thì chúng ta cũng đều rất rõ, và hiện nay ở trên thế giới còn có một ngày là dành cho người bị bệnh thalassemia. Đó. Thì cái việc này thì trong thụ tinh ống nghiệm rất may là chúng ta đã giải quyết được vấn đề này. Đó. Ở bệnh viện Tâm Anh chúng tôi đã tiến hành chẩn đoán bệnh thalassemia này, kể cả alpha và beta, cho các bệnh nhân có tiền sử bị như vậy, có nguy cơ bị như vậy, chúng tôi đã làm được. Đây không gọi là sàng lọc bệnh nữa, mà đây gọi là chẩn đoán bệnh tiền làm tổ, tức là PGD chứ không phải là PGS. Đấy. Thì bệnh viện Tâm Anh chúng tôi đã làm được và đã chẩn đoán và cũng đã sàng lọc rất nhiều cho những cặp vợ chồng bị bệnh như của nhà chị, loại được những cái phôi mà bị bệnh và chuyển vào những cái phôi không mang bệnh để cho các cháu bé sau này sinh ra không bị bệnh thalassemia.